Tử vi về ngày 17 tháng 1 âm lịch Đinh Mùi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 17 tháng 1 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan về ngày 17 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 17 tháng 1 năm 2021 âm lịch, tức Chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021 dương lịch, là ngày Đinh Mùi tháng Canh Dần năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Thiên Hà Thủy, ngày Đinh Mùi thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt là tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy. Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất, Tuyệt Sửu. Các tuổi bị xung khắc với ngày đó là Kỷ Sửu và Tân Sửu. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, động đất, đắp nền, làm hay sửa phòng bếp, nạp lễ cầu thân. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 17 tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Xuân Thủy gặp Đinh Âm Hỏa là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tý cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình. Tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Bên cạnh đó, để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam giáp khai vận, thân, Tý, Thìn. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Đinh âm hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, nếu như có được các cơ hội thì các gia chủ tuổi Sửu nên mạnh mẽ tiến tới nắm bắt cơ hội để có những bước thăng tiến lớn hơn. Tuổi Sửu trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp, luôn phải giữ được cái tâm bình hòa, dĩ hòa vi quý để tránh những xung đột không đáng có. Nếu như có xung đột hay tranh chấp, cần nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, tránh hao tâm, phí tài. Ngoài ra trong mặt tài vận, năm nay người tuổi Sửu cũng nên hạn chế đầu tư, cho vay hoặc hợp tác làm ăn để tránh hao tài. Khi bước vào những lĩnh vực làm ăn mới, cần phải hết sức cẩn thận. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng, chất lọc những tinh hoa, chính khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đáo hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Sơn Dương Mộc gặp Đinh Âm Hỏa là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Dần, trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong ngày có các thần quốc ấn giáng chiếu, thời gian này chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Dần nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến lớn hơn. Khuyên gia chủ hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp,
từ đó cải mệnh, bằng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hành thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp đinh âm hỏa là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Mão cần hết sức chú ý và cẩn thận. May mắn trong ngày có hai cách thần là hoa cái và thái cực chiếu mệnh, đem lại những may mắn cho gia chủ. Hoa cái là một thần sát vừa cát vừa hung, nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Còn thái cực là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Vậy nên, gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để cân bằng, giúp ngũ hành được bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm vào đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thì dương thổ gặp đinh âm hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Thìn. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đó đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kinh bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp đinh âm hỏa là tỵ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Tuy nhiên, tuổi Tỵ cần chú ý hung tinh kình dương chủ về tai họa, thương tật, nên gia chủ tuổi Tỵ cần chú ý những lời mời nhờ vả liên quan đến việc giấy tờ, đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng pháp khí nhà Phật, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ xung hỏa gặp đinh âm hỏa là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Ngọ trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Trong ngày có cát tinh thiên lộc đồng mệnh, đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cho nên, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hành thông, thuận lợi. Thứ tám, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp đinh âm hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, nếu như có được các cơ hội thì các gia chủ tuổi Mùi nên mạnh mẽ tiến tới, nắm bắt cơ hội để có những bước thăng tiến hơn. Ngoài ra, ngày hôm nay còn có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung, nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Đặc biệt, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp đinh âm hỏa là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, người tuổi Thân cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày có kim dư là cát tinh phù quý đóng mệnh, trong ngày này sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Thân. Vậy nên trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp đinh âm hỏa là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Dậu nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết các vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. May mắn ngày này có được ba cát thần chiếu mệnh là Văn Xương, Thiên Ất và Thái Cực. Văn Xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử,
đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Thiên Ất Quý Nhân là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Đồng thời, gia chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để cho công việc được hanh thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Đinh Âm Hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tuất. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đặc biệt trong năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Ngày xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Tuất sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp Đinh Âm Hỏa là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Hợi sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày có hoa cái, Thiên Ất và Phúc Đinh chiếu mệnh. Đây đều là những cát thần đem lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Cho nên bản mệnh cần biết nắm bắt các cơ hội, tận dụng thời cơ, sự trợ giúp của quý nhân để đem lại những thành tích cao trong công việc và xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 17 tháng 1 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.